bad boy. Ghét mấy thằng bad boy đó. Ghét. Những bad boy phải giàu á. Có được một cái bến bờ gọi là vững chắc. Còn những kia chỉ là thoáng qua, giống như kiểu là nhìn thấy đẹp đẹp thích vậy thôi. Quên là em hẹn trùng bò. Chị thấy không? Chị phải quen good boy để chị được trân trọng. Nhưng mà chia tay rồi thì trân trọng cái gì nữa? Mình phải níu kéo chứ, cái cuộc tình mình vung vén giống là mỗi lần đụng mỗi lần chia tay. Nếu đã yêu nhau rồi được chia tay, đã chia tay rồi là thôi, xong. Tại cho anh hỏi là ở ngoài đời em là bad boy hay good boy? Đón xem tại 8 Téo, 19 giờ Chủ nhật trên HTV7, 19 giờ 30 Chủ nhật trên YouTube Madison Media Group.